Yến lặn lội xa xôi 36 cây số để xuống bún một ngọt này. Một mũi. Qua tới đây thì là 42, tới đây là 36 cây. Em tới cầu Gạch Cha, em mắc mưa 18 cây số. 18 cây số. Để xuống gặp hội hội chị em. Buồn, ở nhà buồn chịu không nổi. Đâu trời mưa trời gió quay xuống từ đảng như tiền từ thấy thì từ cơ bản tôi nãy giờ tập chi chứ tôi làm gì đâu. Cái đừng nghe rác giải hấp đi cho nó đâu giảm hết đâu, anh chỉ tập chi. Sao không có tiên chị vắng mặt trong hội? Dạ em đi chung với chị em quên. Em anh chứ nhắn trễ quá. Ơ đụng được 8 trái của Hà Nội ơi. Đó là trời lì của Hà Nội. Ở anh vô dễ dạ. Anh điểm một lúc rồi. Sao mấy ngày qua như nào, tình hình như dạ, nào? Anh quánh giải về mệt lắm anh. Mệt quá đuối. Không được. Quá ẩm à. Ai? Võ Nghi đúng không? Võ Nghi đúng rồi. Chào quá trời. Chị biết coi. Mình nè vô nè. Mình vô nè. Chị biết coi. Chị không biết nói gì luôn. Không nói. Chị quánh vô chúng nè. Quay quay nè. Bọn em kia cũng quay nó quánh văng cái điện thoại luôn. Đại Lâm á. Chào đi chị. Chào chú tự tin. Chào đi dần lời. Thì giờ nãy giờ là chúng tôi cũng đã có những bài tập cho mọi người xem, không biết là mọi người thích hay không, hoặc là mọi người có đóng góp ý kiến gì đó thì cũng xin mọi người nhắn tin thẳng luôn, đóng góp hoặc là bình luận gì đó để cho chúng em có thể là có được những phút bật hoặc là bài tập tốt hơn. Và nói chung là hy vọng là mọi người sẽ chỉ dạy cho tụi em nhiều hơn, thì tụi em còn trẻ cho nên là kinh nghiệm của em còn non, cho nên là đây cũng là một những bài học quý báu mà từ mọi người gửi đến cho chúng em. Hiện giờ là đội đang đào tạo thêm những thành viên mới đúng không? Dạ. Thì là ai sẽ đảm nhiệm vai trò đào tạo? Tên em à? Dạ hiện tại thì có một vài bạn cũng tham gia vào đội bóng chuyền mắt rồi. Thì có những bạn thì đã có những trình độ chuyên môn có sẵn rồi. Có những bạn thì mới vào biết chơi thôi. Nói chung thì chúng em ở đây thì không ai gọi là chỉ đạo hết. Thì ai có kinh nghiệm như thế nào thì chia sẻ cho các thành viên trong nhóm. Và các bạn mới vô không biết ở những mảng nào thì chúng em có thể chia sẻ cho các bạn đó. Nên nhưng nói chung thì biết thì mình chỉ cho nhau thôi chứ chơi nhỏ em dạy. Đây là gọi là chơi với nhau và truyền nghề cho nhau đúng không? Chúng em chủ yếu là truyền đạt kinh nghiệm cho nhau thôi chứ không có biết để chỉ đạo ai. Nếu như bây giờ mà có thêm những người khác mà muốn vào nhóm thì có được không? Được anh, nói chung có đam mê là được. Mình là nhận hết hả? Thứ ai cũng đam mê là được. Lại mà cần những người biết lắng nghe nữa anh. Chứ mình chỉ không nghe cũng vậy. Hy vọng là bóng truyền là kết nối được, đam mê kết nối được với nhau. Chứ em không muốn là khi các bạn vào đây với mục đích là các bạn chỉ tìm hiểu vui chơi thôi, hay là các bạn chỉ là vô đây với mục đích là cho có thôi, thì em cũng không mong muốn như thế. Em hy vọng khi các bạn đã có đam mê rồi, các bạn thật sự mong muốn đến bóng chuyền, thì các bạn có thể tham gia vào câu lạc bộ này, tham gia vào câu lạc bộ khác, hoặc là tham gia vào đội mắt lồ, thì chúng em rất là sẵn lòng để chia sẻ với các bạn. Đấy, nhìn mọi người tập luyện là cũng rất là vất vả đúng không? Để cho em vô anh. Ok, vào đi. Là bạn Vinh, thành viên mới của đội và đang tập trong giai đoạn tập luyện. Thank you.
lực của cái tay anh không vừa thôi. Tôi cũng có thể lao cầu. Hay quá. Con không.
Ôi ơi, cắt ba. Hòa nhập được nhau. Lên, sao hòa nhập được nhau? Lên, lên.
Lâm Thành Linh, Lâm Thành Linh, Lâm Thành Linh, Lâm Thành Linh. Linh là áo vàng vàng hả? Vô. Đúng rồi anh ơi.